Xin chào cả nhà, năm mới đầu năm con cũng muốn chúc tất cả mọi người từ gia đình cho đến bạn bè thân quen một năm mới có nhiều sức khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Cũng là đầu năm cho nên con cũng muốn làm một món ăn mới trong một cái video đầu tiên của năm mới, đó là món của Mexico, tortilla rất là phổ biến trên nhiều nước. Mọi người cùng tham gia với Vân xem cho vui nhé. Và đây là những thành phần mình có trong món ăn. Nó cũng không có phải đúng gốc, bởi vì thật ra thì mình thích cái gì thì mình cho thêm vào ăn cho nó có vị thêm ngon. Everyone join me for fun and let's see what I'm gonna have for this. And this is not really original. Actually, you just can add anything you like to into it. Đây là mình có thịt xay á. Cái phần thịt xay này á, là trộn giữa thịt bò và thịt heo rất là ngon, mua được ở siêu thị. This is minced meat. Vân cũng có bắp cải, bởi vì ông xã cũng thích bắp cải. Cabbage, you can just add in as you like to. Đây là rau củ, có cà chua nè, hành hành tây cắt nhỏ để chút xíu nữa Vân xào chung với thịt đó, tỏi nè, dưa leo của Thụy Điển, nó cũng có mùi dưa leo nhưng mà dưa leo của họ nó to hơn và cái vỏ nó mềm, nó dày hơn. This is all the ingredients we have. This is the chopped onion we're gonna put together with the meats later on. This is cucumber, tomato, onion. Vân ngâm hành tây với hành tím chung với nước, giấm và đường để chút xíu nữa mình có cái rau á, làm cái dạng như đồ chua, nó sẽ tăng thêm vị ngon hơn cho thức ăn. Còn đây là cái bánh người ta bán sẵn trong siêu thị á, mình không cần phải cực công mình làm, mình chỉ việc mình bỏ ra để mình cho đồ ăn vào trong đó. Ngoài ra vẫn có bắp, taco sauce và cả một cái loại ớt này, jalapenos. Ớt này nó cũng có vị cay chua cũng ngon lắm. Và đây là một dĩa xà lách để chút nữa mình cuốn chung với bánh rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp đồ ăn nha. Ăn thua mình làm cái thịt á cho nó ngon là ok. And now we're gonna marinate a little bit the meat. Bởi vì đây là nó cũng có sự pha trộn với lại kiểu châu Á cho nên Vân sẽ cho một tí dầu mè vào á để cho nó có cái mùi thơm. This is a little bit mixed Asian style. I put a little sesame oil to have a flavor and a good smell. Mình cho một tí muối vào. Mình không có cần phải nêm mặn đâu, bởi vì chút xíu nữa mình còn những cái sốt nữa. We don't need to marinate so strong. Một tí bột ngọt, tí tiêu cho nó thơm. Và Vân cho một tí nước tương, little soya sauce để cho cái vị nó đậm đà đó. Ok, bây giờ mình trộn đều lên và mình ướp cỡ độ 15 phút, còn nửa tiếng nếu mà mình có thời gian, và bắt đầu mình có thể làm nhân và mình đã có thể có một món ăn để mình dùng luôn rồi đó. Giờ Vân trộn cái này lên. Now just mix them together so well and leave them about half an hour if you have time. Or just 15 minutes because we already have oil, it's gonna absorb very fast. Mix them so well and good. Ok, bây giờ mình sẽ xào tỏi cho nó thơm. Mình cho hành tây vào luôn. Ok, nào mình bỏ cái hành tây vào, mình xào tí cho nó thơm. Just put the onion in. À, mình cho thịt vào á, mình xào luôn. Put the meat together, put the onion so that it has a little flavor. Smack them well. Đó mọi người,
Hương vừa xào quá, hương vừa dầm nó ra để cho thịt của mình nó nhuyễn nó ngon hơn. Doing this so I smack the meat in pieces gonna be better nicer. Vì thịt nhiều quá cho nên Vân cũng nấu bún đó chút xíu nữa, nếu mà dư mình cuốn mắm ăn cũng ngon. Because there is a little bit much beef, so I cook little wok, little noodles. We'll have with the rolls later on also. If we have this left over, I'm so hungry now. The smell and the taste really make you hungry. Okay, soon we're gonna have a very tasty tortilla mixed in little Asian style. Okay, Vân đã mở cái bánh ra rồi. Mình làm nóng bánh tí xíu ăn cho nó ngon. Warm up the cake a little bit. Nice. Vân chở bánh lại như thế này. Rất là ngon. Turn it upside down a little bit. Warm. Mình chỉ warm up cỡ độ 1 phút thôi để cho nó. Here's the done meat. I just keep it warm up so it has a little nice taste. Vân để cái này cho nó nóng á, để chút xíu nữa mình bỏ vào bánh cho nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bánh nha. Ăn ít thịt nhiều đó là tùy mình. Cho nó ngon. Ông xã thích ăn đồ chua. Xíu nữa là cái này là mình cuốn lại á, ăn như bánh vậy đó mà ngon lắm. Tự nhiên cái ông cũng thích ăn bắp cải cũng ngộ ghê. Ăn được bắp cải kiểu này giống kiểu Việt Nam của mình á. Cho thêm một tí ở trên lớp để cho nó nóng. We just put a little bit on the top so it's hot, you know. Okay. You like the sauce also? Đây là taco sauce. Mình cũng không biết cái vị nó như thế nào nữa. Nó hơi hơi có cái vị the the cái cay á. Ok. Coi như là mình đã có được một cái món taco. Nhìn cũng rất là ngon và hấp dẫn. Đầy đủ chất thành phần ở trong nó. So finally we have a really nice taco that we can enjoy now. It's a little bit mixed in Asian style, I think, because I put some of the other spices in. Okay, now we can enjoy it. Okay, mọi người. Bây giờ mình đã có món tortilla rất là ngon. Cũng không thua gì ở nhà hàng. Now we have a really nice tasty tortilla. Full enough ingredients. Chút xíu nữa nếu mà dư thịt á, Vân cũng làm sẵn món cuốn ăn thêm cho nó ngon. If we have the meat left over, I also like to have some rolls like this. Bữa Vân đi tiệm Á cũng thấy được cái chai nước mắm pha sẵn của Việt Nam của mình ở bên này cũng có bán luôn. Cho nên mua về ăn thử coi nếu ngon á thì mình sẽ dùng tiếp. Nếu không thì mình sẽ tự làm. Nhưng mà hy vọng nó sẽ ngon thì để khỏi phải mất công làm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Thanks so much for watching. Enjoy me. Have a nice weekend everyone. Goodbye.